Xin chào mọi người, tôi là Trung Dân. Tôi có mặt trong chương trình Bác có khỏe không? Nhân vật mới của chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu một nhân vật khá là nổi tiếng, nhưng mà mọi người sẽ không hình dung được anh ấy như thế nào. Các bộ phim mà chúng ta xem để hoàn chỉnh thì chúng ta có những cái khâu như là thiết kế nè, ánh sáng nè, âm thanh nè, âm nhạc nè, vân vân. Trong đó có những bộ phim cần phải lồng tiếng, và chuyên viên lồng tiếng là những nghệ sĩ. Họ nói chuẩn về ngôn ngữ, thay mặt những diễn viên lấy cái âm của họ để mà truyền lại cái tình cảm đến với quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp một nghệ sĩ lồng tiếng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha quý vị. Xin mời. Để cho ba mà. Trời ơi, hụt nữa rồi. Thôi, ba ra ngoài, ba không chơi nữa. Hả? Đúng rồi, đưa đây. Vô. Trời ơi, trật nữa rồi. Bù súc à, lẹ lên đi, đi cắm trại mà tại sao mày không đem theo hộp quẹt? Trời ơi, tao lạnh quá rồi, đi nè, đi ra xe mà lấy cái hộp quẹt đi. Trời ơi, cái thằng rể này. Ừ. Sao không có hả? Đi ra ngoài. Trời ơi bố súc ơi, đi cắm trại mà mày không đem theo cái bật lửa rồi làm sao mà sưởi ấm lên? Trời ơi bố súc ơi, đi ra ngoài. Rễ gì đâu mà không có biết tính toán gì hết Đi nghỉ với nó kiểu này mệt quá đi. Cha Úc ơi, bao nhiêu năm qua tôi cứ nghĩ là cha Úc khó chịu, khó tính lắm. Nhưng mà đâu có ngờ cha Úc lại dễ dãi như vậy. Và tôi biết sớm như vậy thì tôi đã hưng cháu Úc từ lâu rồi. Cha Úc ơi! Hả? Đuổi bà ra ngoài hả? Khỏe không? Chào Trung Dân. Chào anh Phúc, khỏe. Diễn viên lồng tiếng Đặng Hạnh Phúc sinh năm 1955, sinh ra tại Châu Đốc. Năm 1958 đã lên thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 tuổi. Chú làm việc tại kênh truyền hình HTV3. Ngoài ra, chú còn là một diễn viên tự do, đóng phim truyền hình, web drama và quảng cáo TVC và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt là qua vai diễn lồng tiếng cho phim Gia đình là số 1 trong vai Lee Sung Jae năm 2009. Hiện tại, chú có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và một con trai sau khoảng thời gian dài khó khăn gặp nhiều biến cố. Bữa nay em tới gặp anh mà em không có thông báo trước. Em biết cái nghề của anh là nghề lồng tiếng. Tới thâm nhập thực tế coi xem coi anh làm việc cực khổ như thế nào để có được một cái sản phẩm mà vừa ý với mọi người. À, chuyển âm đâu phải là đơn giản đâu. Khó lắm. Dạ. Hôm nay là đang làm một clip sưu tầm lưu lại cái kỷ niệm mà ngày xưa lồng cho nhân vật Lee Sung Jae trong phim Gia đình là số 1 của Hàn Quốc. Wow, Lee Sung Jae. Vậy là anh đang làm đó hả? Yeah. Đâu anh thử một đoạn Lee Sung Jae anh lòng sao? À, có cái đoạn mà ông tỏ tình với bà cha Úc. Yeah. Cha Úc à, nếu mà tôi biết cha Úc dễ tính như vậy á thì tôi đã hôn cha Úc từ lâu rồi. Chứ đâu có phải mà để cho thằng cái Julian nó phá hoại, đúng cái thằng quý bị chết chứ tao. Ra ngoài. Ồ. Rồi. Bây giờ như vậy, em muốn em với anh tìm một cái chỗ nào nó yên tĩnh chút xíu, mình ngồi mình nhấp ly cà phê hoặc ly trà đá rồi tâm sự với nhau về nghề nghiệp, được không anh? Rồi, nhất trí. Rồi bây giờ anh em đi nha. Rồi. Anh Phúc, anh là người gốc Sài Gòn luôn hay là mình ở xứ khác tới đây lập nghiệp anh? Quê gốc là Châu Đốc, Long Xuyên. Sinh ra năm 1953 đến năm 1958 là lên Sài Gòn ở suốt tới giờ luôn. Ba má anh, hai bác là người ở đó để lên Sài Gòn, hai bác làm gì? Má là chuyên nội trợ với lại thợ may nữa. Còn ba là làm nhân viên ngân hàng. Riêng có mình Phúc là không làm ngành ngân hàng. Nhảy qua đi theo đoàn văn công. Đoàn văn nghệ cho đến năm 2008 đi vào Khánh Hoàng. Khánh Hoàng mới khơi lại để tôi xem có bao nhiêu năm trời anh lăn lộn ngoài đời, anh còn cái gì về nghệ thuật không? Anh biết gì không? Anh đọc tôi nghe một bài thơ đi. Mà
anh đến gặp Khánh Hoàng trong cái dịp gì? Bây giờ nó dẫn tới cái câu chuyện mà đi vô cái nghề diễn viên lồng tiếng. Trải qua một cái giai đoạn thanh niên đi theo văn nghệ, đi bộ đội. Ồ, anh có đi bộ đội à? Đi bộ đội từ năm 77 đến năm 85 mới về. Rồi, về buôn bán. Thì buôn bán trong từ năm mà 1992 đến năm 1997, hai bàn tay trắng mượn nợ để vô chợ Bình Tây. Trong 5 năm thôi, nợ lên 40 triệu. Mà lúc đó vàng 4 triệu rưỡi, tức là 10 cây vàng đi. Đến lúc là coi như nằm lăn lóc ở ngoài chợ Bình Tây. Nằm lăn lóc ở ngoài chợ Bình Tây. Tình cờ đọc báo, người thấy người ta tuyển chọn diễn viên lồng tiếng của công ty Trí Việt, của kênh truyền hình HTV3. Đọc xong nói, ủa mình thấy cái này hay á. Họ để cất tờ báo này để chờ cái ngày là mình vô mình nộp đơn đi. Rồi lo bán buôn này nọ, tới tuần lễ sau tìm tờ báo không ra, chết mồ hôi bây giờ biết đi đâu. Cứ nhớ mày mãi là công ty Landmark ở đường Tôn, số 5 đường Tôn Đức Thắng. Cứ đến đó là hỏi người ta. Cầm tờ đơn lên hỏi 400 đơn rồi, không biết mình vô nổi không. Mà giờ già rồi, lúc đó 54 tuổi. Nộp đơn vô. Xong rồi cái 10 ngày sau mời chú Đặng Hạnh Phúc lên phỏng vấn. Khánh Hoàng mới nói, em cũng biết anh là trong khoảng thời gian là về tập quấn này nọ Sở Văn hóa Thông tin rồi đó, trước anh là đồng đen, người Khánh Hoàng là đồng đen đó. Nhưng mà bây giờ anh còn cái gì? Anh có biết gì về nghệ thuật không? Anh bây giờ anh làm cho em coi, em để em coi, em kiểm tra lại chất giọng của anh, cách diễn của anh như vậy thế nào. Rồi, đọc đi. Đưa lại bài thơ đọc. Đọc diễn cảm xong, ông cũng không nói gì. Đọc một đoạn văn trôi chảy không? Coi mình đọc có trôi chảy, ngôn đại từ được có tốt không? Rồi, diễn một ông giám đốc. Diễn đi. Coi mình nhập tốt là 5 cái bài để kiểm tra đại từ, tâm bắt nắm bắt tâm lý, diễn cảm, cảm xúc, bắt nhân vật đồ này nọ. Rồi ok, thôi về đi. Một tháng sau, chú ơi chú đậu rồi. Vô. Chú đậu rồi cũng đâu biết làm gì. Vô Khánh Hoàng nói bây giờ mở lớp 3 tháng lồng tiếng. Dạy. Dạy xong rồi 3 tháng qua, bước vô phòng thu tốt mồ hôi luôn, không biết làm gì luôn. Kịch bản đây. Mắt nhìn phim, lỗ tai nghe diễn viên nói. Đọc mắt mình cứ gì, cứ gì. Làm không kịp. Dĩ nhiên người ta nói rồi, làm không kịp. Phải 3 tháng sau nữa mà là mới thâm nhập được cái cách diễn viên lồng tiếng, cách của mình làm như thế nào. Khoảng thời gian 3 tháng là cái gì anh tìm một bí quyết, bí kíp gì mà anh làm được chuyện đó? Bác Nghị diễn viên lồng tiếng nghe cái đa cái đề, bác Nghị với Tấn Mili nói một câu, em chỉ góp ý anh một điều, anh về anh đọc báo đi. Chỉ nói gọn cả, giống như là những cái câu gọi là truyền thừa gỡ để lại vậy. Nó nói đọc báo để làm gì? Nhìn chữ nhanh, hiểu câu nói, chỉ có vậy thôi. Từ đó là bắt đầu nghiên cứu như vậy, vậy rồi mới ra được, mới lòng vô cho ông Lý Xuân Che đó mà nãy nói là gia đình số 1 đó. Cái chuyện này nó rất là khó ở cái chỗ ông này, ông là người Hàn Quốc, ông già rồi, giọng của ông rất là khào và hột. Bây giờ mình nói làm sao cái giọng tiếng Việt Nam mình vô để cho nó ăn. Ông cứ người Việt mình nghe sao nổi. Bây giờ làm sao cho nó nhẹ lại chút xíu để mà ra. Thì cái duyên mà để đến đó, thì nó cũng như là tắt đường kia rồi, không còn tiền để sống nữa. Vớ vào cái này giống cái phao vậy đó. Vớ vào cái phao này mà còn hụp lên hụp xuống, một năm mà vẫn chưa lồng tiếng được. Mình nghĩ là 54 tuổi là coi như là 55 tuổi là chết rồi. Bán buôn không được, nghệ thuật đã rơi rồi. Bây giờ nhảy vô cái nghề này hoàn toàn mới luôn. Nhưng mà hên ở cái chỗ người ta cho mình điều kiện. Tôi cho chú Phúc lòng 10 tập rồi sẽ cho lòng lại 10 tập đó để cảm nhận được nhân vật. Làm được tập thứ 6 là vô rồi. Là mình thấm đậm được cái chất của cái ông Lý Xuân Che rồi. Là mình ra được cái tiếng. Bởi vì cái nghề này là cái nghề bắt buộc diễn viên phải quan sát. Khánh Hoàng nói câu mà bây giờ nhớ đời luôn. Câu gì anh? Cái nhân vật khi người ta diễn trên sân, ở trên phim, nó giống như một cái nồi bánh canh á. Nước lèo, đẹp, chất ngon, thịt thà đồ này, nhưng mà nó chìm ở dưới. Còn cái nồi máng mở đồ trên nhìn nó đẹp vậy đó, nhưng mà nó là cái lớp ở trên, vớt cái hết rồi. Thọc sâu xuống thì mới vớt được thịt, bao nhiêu cái tinh túy nó nằm ở trong đó. Thế thì phải quan sát nhân vật đó bằng 5 cái chữ W. Tôi là ai? Tôi nói chuyện với ai? Ở trong hoàn cảnh nào? Tại sao hôm nay tôi lại nói chuyện? Rồi khi nào?
tất cả những cái chữ đó nó hòa quyện lại trong cái người diễn viên mình, để mình nắm bắt được là mình đang diễn cho ai, mình đang nói chuyện với ai, rồi mình ra cái chất giọng mình là ai, mình là công nhân, mình là giám đốc, mình là người đi ăn xin, mình là đi bán vé số, mình là ai, thì nó mới ra được cái giọng nói đó. Bởi vì năm cái chữ đó là năm cái chữ quan trọng nhất của đời diễn viên. Tới cái lúc làm diễn viên lồng tiếng rồi thì mình mới cảm thấy được là cuộc đời mình có thể đi bằng cái nghề này. Chứ hồi xưa giờ bơi tầm bậy bạ không? Trong cuộc đời của anh có gặp biến cố nào? Biến cố là khi ở quân đội ra, không ai chịu nhận mình làm việc. Tại vì mình không có tay nghề. Sinh viên bước ra đi ca đi hát, rồi bây giờ về làm cái gì? Không có bằng cấp, không có tất cả một cái gì để làm chứng anh là có nghề. Thì lúc đó là bơ vơ, sách cần câu đi câu mà không biết làm cái gì luôn, suốt một năm trời. Lúc đó anh có gia đình chưa? Chưa. Dạ. Yeah. Chưa nhập gia đình. Đó là một cái biến cố lớn nhất trong đời. Bước vô nghề lồng tiếng rồi phải mượn 3 triệu nữa để sống trong khoảng thời gian mình chưa có tiền, chưa có lương. Bạn bè ở trong cơ sở kinh doanh rồi đó, cho mượn á, khi nào có trả. Cho đến lồng tiếng được một năm sau, phải nói là cầm cái tiền muốn khóc luôn, là có thể mua được một nhẫn, cái chiếc nhẫn vàng, một chỉ. Ngày xưa có chỉ vàng cứ dục tùm lum, đến lúc tay trắng rồi thì bây giờ mình cầm cái chỉ vàng này, mình mới nhớ, mình mới quý nó. Hạnh phúc lắm, bởi vì cái nghề nó khiến cho mình trân quý đó. Nhờ cái này nè, mình mới có thể ổn định được cái cuộc sống. Anh cho em hỏi là cái cách nào mà anh giữ được cái giọng để mà anh lồng tiếng, anh nói suốt ngày mà anh không bị khan anh? Ở trong khi mà mình học á, thì là thầy có dạy cách lấy hơi. Yeah. Giống như là bên thanh nhạc á. Yeah. Là để mình nén xuống bụng, xuống đan điền, để mình giữ cái cục hơi cho nó tốt. Cái thứ hai nữa là phải tập đọc để mình giữ được cái hơi liền mạch. Trong quá trình tập như vậy thì mình phải cố gắng làm sao đừng có sử dụng thuốc lá, hoặc giả rằng là uống rượu là hư giọng hơn. Uống rượu và uống nước đá là ra là cử mấy cái đó. Mình không phải là mình cử luôn, mà lâu lâu mình cũng uống, nhưng mà con cái là trong quá trình làm thì mình không được uống cái đó, bởi vì nó làm cho cái thanh quản mình nó khó chịu lắm. Cái mà giữ được hơi dài là phải luyện thanh, phải luyện hơi. Tại ra khi lồng tiếng cho phim là bỏ hết tất cả ngoại cảnh, bỏ hết tất cả việc gia đình, bỏ hết, tập trung vào phim hơn thì mới làm được. Còn nếu mà đầu hôm nay ở không biết vợ mình nay ăn gì, người yêu mình chờ ở đâu rồi đó, là lồng tiếng không được. Nói chung là tập trung làm nghề là quên hết tất cả. Cái thứ hai, sinh hoạt ăn uống phải giữ điều độ. Thành ra suốt cuộc đời hỏi là lý tưởng sống như thế nào? Không có. Cái phương châm đi của Phúc là đi đi rồi thấy. Đi lên đi, chỗ kẹt xe hay gì đó, đừng thấy quẳng mà sợ. Đi lên đi thì sẽ có chỗ trống rách qua. Trong gian khổ đời bộ đội rừng rú như vậy, biết đường nào mà đi. Cũng đi lên đi rồi sẽ thấy đường. Thành ra cái phương châm của Phúc là cứ bước đi, đừng có ngại. Bởi vậy mới bước vô cái nghề lồng tiếng một cách lạ lùng như vậy đó. Như anh có bao nhiêu người con? Chỉ có một đứa con thôi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi rồi. Có gia đình chưa anh? Dạ chưa. Nó cũng sức khỏe nó cũng hơi yếu, thành ra là nó cũng đang làm theo cái nghề take care, giữ quản lý diễn viên phim. Dạ. Yeah. Nó cũng làm theo cái nghề của mình. Trong nghệ thuật thì thường anh đóng những cái vai gì? Đa số là vai hiền. Lâu lâu á cũng có một số vai ác, thái giám, cũng có thái giám. Có một cái vai nào mà anh ấn tượng nhất? Chỉ có cái vai ông Lý Xuân Che là 10 năm sau mình đi ra ngoài mình mới biết rằng là người ta ấn tượng cái vai đó. Ủa chú ơi chú, hình như chú làm cho ông Lý Xuân Che phải không? À đúng rồi con. 10 năm sau mới có người hỏi cậu đó. Tại sao? Tại cái giọng ông này là vai ác, vai khó chịu, người ta ghét ổng, nhưng mà lại người ta lại thích nghe cái giọng của ổng. Ổng quỳ. Ổng là cái chất đậm, chất sống của cái phim, cái sitcom. Thành ra là tự nhiên người ta đập vô ấn tượng của người ta. 10 năm sau mình mới thấy được cái thành quả của mình. Chứ cái lúc mà mình lồng tiếng mình không có nghĩ ra được cái gì hết. Theo anh thì cái nghề này, cái số tiền của nó có đủ để anh sống không? Có dư. Vừa đủ mà phải gối ghém lắm. Nhờ bà xã nhà. Chị ở nhà làm gì em? Nội trợ thôi. Nhưng mà biết quản lý cái đồng tiền mình đem về, dù có một tháng có 9 triệu đồng thôi mà gối ghém để làm sao cho gia đình ba miệng ăn, nó đỡ hơn ngày trước. Trước khi mình vô cái nghề lồng tiếng này, bà xã nhiều lần nuốt nước mắt vào lòng. Mỗi lần Tết, anh ơi, anh không sắm cái gì cho gia đình hết.
tiền đóng mà sống. Trả nợ hết rồi em ơi, đi ra ngoài chợ mua trái cây vạt á, về để mình cúng ông bà. 20 năm buôn bán ngoài chợ mà cuối năm đi mua đồ vạt về cúng ông bà. Và nó đau thương, tiền không có. Rồi bây giờ cái ngôi nhà của anh ở, nó thật sự từ đồng tiền của anh và chị làm ra? Cũng có nhờ chị em giúp đỡ, cùng với là chính đồng tiền mình tạo ra, gói ghém từng ngàn 12 năm thì mới được phân nửa của cái số tiền cất nhà này thôi. Và số tiền cất nhà là phân nửa là của người chị cho, mới xây được căn nhà này. 70 năm mới cất được căn nhà, mà cũng nhờ bà xã nhà, không đòi hỏi cái gì, đồ đạc sắm đồ Tết có người ta cho rồi. Thôi khỏi nói tới mấy cái đó, cảm động, xúc động. Mình yêu thương vợ mình, kính trọng vợ mình, tôn trọng vợ mình nhờ cái chịu đựng, không đòi hỏi quá mức để mà mình phải rối trí trong công việc kinh doanh kiếm tiền. Thành công là cũng nhờ bà xã ở nhà. Giờ ngồi đây nói chuyện với anh, với những cái mà anh xúc động, những cái mà anh kể ra, thật sự đến bây giờ những người mà xem phim, người ta không biết cái nhân vật chuyển âm đó họ có đủ bản lĩnh, tình cảm, đủ cái tinh thần với một cái gia đình mà nó khó khăn như vậy, mà cái công việc họ vẫn làm trôi chảy với một cái trách nhiệm và tình yêu, một cái nghề quá lớn. Thay mặt những người khán giả, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Câu hỏi sau cùng em muốn hỏi anh là ước mơ tương lai của anh như thế nào? Nói chung là quá trình hành động từ nhỏ cho đến lớn chưa có một ước mơ gì hết. Đi à, cứ đi à, đi là nó tới, đi gặp công việc, làm tiếp, 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 tiếp. Vào cái nghề đóng phim cũng không biết làm sao, bạn bè chỉ, đạo diễn chỉ cái làm liền. Là tại sao? Vốn sống mình có. Thành ra nói về ước mơ là ước mơ làm sao có sức khỏe. Bây giờ hết tiền rồi đó, bây giờ phải có sức khỏe để làm tiếp, kiếm từng trăm ngàn. Một tuần lễ đi suốt, lâu lâu mới có được vài chục triệu, còn phần nhiều là 500 triệu, 500 triệu cứ cài suốt. Tại bởi vì ước mơ bây giờ là ước mơ làm sao cho vợ chồng ba người trong gia đình khỏe mạnh, đừng ai phải bị tốn tiền thuốc. Sợ là sợ điều đó vô cùng luôn. Và muốn được sức khỏe thì phải rèn luyện, phải giữ gìn, không được trà rượu, không được chơi bời lêu lỏng như con trai. Không cho nó tự nhiên nó không làm. Bà xã ở nhà cũng không mê cờ bạc, không mê ngồi lê đôi mắt, chỉ biết nội trợ lo gia đình thôi. Cái hình ảnh nó rất là đẹp rồi, thành ra là mình mơ làm sao cho nó được vậy đi, nó đừng có một cái gì đột biến. Mình biết là đời vô thường, mình đâu có biết được, nhưng mình chỉ ước mơ là cuộc sống bình an, sức khỏe trường tồn, vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Tại sao Phúc phải lao vào cái chuyện buôn bán để cho bà xã ở nhà? Bà xã lúc đó sinh con ra bệnh rất nặng, hai mẹ con bệnh, không thể nào ra buôn bán được. Phúc đang làm ở nhà văn hóa quận 6, xin nghỉ để về lo gia đình, ra buôn bán. Ngày nào đi về, em ơi con có khỏe không? Anh ơi mới chở con đi bác sĩ. Suốt 12 năm trời, bà xã ở nhà chăm sóc con cái để mà cho nó khỏe mạnh. Nó bị suyễn, lúc bị nhau này nó tròn đó, rồi nó bị ngộp rồi. Kéo dài 12, qua cái đốt 12 năm thì nó mới khỏe ra. Thì bà xã chịu đựng cái khoảng thời gian đó lăn lóc lo cho con, quá đẹp đi. Thành ra là trong cái cuộc đời đóng phim của mình, va chạm với rất nhiều người, không bao giờ có một cái tư tưởng gì mà để mà thoát, mà đi tìm một cái đối tượng khác. Mình thương vợ mình quá mà làm sao mình có thể gây một cái nỗi buồn cho vợ mình được. Vợ mình lo cho gia đình quá mà, mình không có thể nào làm đột biến, phá hoại gia đình được. Một ước mơ nữa mà em nghĩ là anh cần cũng phải có, ngoài cái gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, anh cũng phải có một đứa con dâu và một đứa cháu nội nữa chứ. Em nghĩ là trong tương lai anh sẽ đạt được điều đó. Dạ, yeah, cảm ơn Trung Dân. Một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Bác có khỏe không? Xin chúc anh hạnh phúc, gia đình ấm cúng, đặc biệt sẽ có đứa cháu nội và con dâu hiền. Yeah. Bên cạnh đó, công việc của anh nó sẽ nhiều hơn. Anh sẽ làm cho tới lúc nào mà anh không còn sức khỏe nữa. Bởi vì em biết tình yêu của anh dành cho cái nghề này, và anh mang ơn cái nghề, bởi vì anh yêu nó và nó cho lại anh
những cái thăng hoa trong cuộc sống và nó mang lại hạnh phúc chính trong cái ngôi nhà của anh. Cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân rất nhiều. Cảm ơn anh Phúc. Xin cảm ơn chương trình. Thời lượng đã hết rồi. Thay mặt những người thực hiện chương trình Bác có khỏe không, Trung Dân xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Rồi thì trước mắt thì chị sẽ có 5 phút giới thiệu về bản thân của mình, họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sức mạnh, niềm tin của mình. Thì chị cứ chủ động chia sẻ ha, có những cái gì nữa thì em sẽ hỏi chị thêm ha. Dạ, rồi em mời chị. Chị sinh năm 84. Nguyên quán thì là ở Huế. Là Lê Hoàng Mai, năm 84. Nguyên quán thì là ở Huế, còn sinh ra lớn lên ở Hà Nội và định cư ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì có lẽ là cũng chăm chỉ chịu khó, kiểu làm việc nhà, phấn đấu với sự nghiệp. Nghĩa là ngày trước thì chỉ có làm một ngân hàng, chăm chỉ vô Sài Gòn để làm được. Bên tài chính, công ty tài chính Úc. Rồi bây giờ thì chị làm cho chị đi dạy ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thì bởi vì là nhiều lúc trong một quá trình đi làm ngân hàng với lại công ty tài chính thì thấy nó rất là đau đầu, vì thấy nó không phù hợp với mình, nên là chị muốn tìm công việc mà mình sẽ giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Và chị thấy rằng khi bước chân vào giảng đường, hướng dẫn các bạn quản lý học và có những phương pháp nó thực tế thì chị thấy nó có ý nghĩa hơn. Cảm giác là mỗi khi đi làm là thấy muốn bước chân đến trường hơn là ngày xưa, là nhiều lúc đi làm cảm thấy rất là mệt mỏi. Điểm yếu thì nhiều lúc chị không phải đứa khéo ăn khéo nói, kiểu như là tại vì là chị có kiểu học hành với cả lo lắng cho sự nghiệp ấy, nên nhiều lúc chị thấy cái cách cư xử mà kiểu làm sao ta nghĩ là khéo cho kiểu nữ thì chị thấy ở đấy là cái điểm mà mình chưa được khéo. Nhiều lúc mình vẫn có chút hơi bồng bột đó. Chị thấy đó là những cái lúc những cái điểm mình nghĩ là chị cần về thay đổi. Bồng bột là như thế nào, chị có thể nói rõ hơn cho em biết không? Ví dụ như bồng bột vào, ví dụ như là nó để lại cái hậu quả không? Chẳng hạn như là có những lúc biết là chẳng hạn nên nói ra cái câu đó với những người là mình phiền lòng chẳng hạn, thì đấy mình có thể nén cơn giận lại một chút, mình để từ họ nói. Nhưng mà kiểu có khi là chị nói bột ra luôn, thế là có phản ứng và nó không có hay lắm. Nên là về tình trường của chị thì như thế nào rồi? Chị có mấy mối tình hay là chị có đã kết hôn chưa? Chị chưa từng kết hôn. Nói thật ra thì chị cũng không có một cái mối tình nào cụ thể luôn, bởi vì chẳng hạn như hồi đi học đại học thì có bạn kiểu thích hơn tình bạn dưới tình yêu. Rồi kiểu như cũng có những cái mối tình mà cảm thấy là cũng thích hơn tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà thực tế thì chị chưa thực sự yêu ai cả. Lý do là bởi vì nhiều lúc chưa thấy hạnh phúc với cái công việc mà chị đang có, và với cả nữ thực tế ở Hà Nội á, nó không phải cái môi trường để chị phát triển, nên là lúc đấy chị cảm thấy chưa sẵn sàng. Mặc dù là mẹ chị là nhà giáo và mẹ chị đã mang hai mẹ con một anh để giới thiệu, nhưng mà chị đã từ chối. Lý do vì sao chị đã từ chối? Chị thấy anh cũng rất là hiền lành và nhiều lúc không phải vì kiểu nhiều lúc hiền quá mà hiền lành là mà không phải chịu được mẹ. Nghĩa là giống như là kiểu nghe lời mẹ quá thì chị thấy có rất nhiều trường hợp là gia đình giới thiệu xong cũng không hiểu đến đâu cả, vì nó không phải là xây dựng trên tình yêu.
Thì đó cũng là cái đó cũng là mai thôi. Mà ví dụ như sao chị tham gia chương trình, tại vì ví dụ như ý chị là chị sẽ tìm hiểu này kia, còn vẽ cũng là mai mà. Ừ, nhưng mà ý là tại vì chị thấy chương trình có nhiều ứng viên hơn mà có thể nó sẽ phù hợp với chị hơn. Tại vì chị thấy chẳng hạn như bạn chị, bạn cấp ba của chị thì cũng có một người cũng được làm mai nhưng mà cũng chia tay và làm mẹ đơn thân. Thì ý chị là kiểu chị thấy chương trình thì có nhiều đối tượng, nếu như mà phù hợp thì sẽ đi đến với nhau, còn nếu không phù hợp thì vẫn chỉ làm bạn, hoặc là các cô gái cũng không bấm chuông. Nên đó thì hiện tại đang ở đâu chị? Chị đang ở bên New City, Thủ Thiêm, ở quận 2. Rồi thì sau cái mối tình mà mẹ chị làm mai ấy, nhiều cái cuộc mà mẹ chị làm mai như vậy, chị có tìm hiểu ai không, hay là chị có quen ai nữa không? Sau đấy thì chị cũng không tìm hiểu, tại vì chị kiểu như chị thấy bạn chị bỏ chồng ấy, rồi hai chị họ trên thì cũng bị bỏ chồng á. Thực ra thì lúc đó kiểu họ cũng bị đồng nghiệp nữ trong công ty dụ dỗ các thứ này nọ, thì chị cũng chán, nên lúc đấy kiểu chị lao vào học tiếng Anh và chị đi dạy tiếng Anh, rồi chị tìm cách để thoát khỏi Hà Nội. Ừ, vậy là chị không quen ai hết luôn. Nghĩa là đúng không nhỉ? Vậy là từ xưa bây giờ là chị chưa nắm tay ai, chị yêu hôn ai luôn? Thực ra thì cũng có, thì chị cũng nói là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà chị cảm thấy chị, là cái đó là ở trong Sài Gòn hay là ở ngoài Hà Nội? Ở ngoài Hà Nội á. Là chị cũng tìm hiểu. Ừ. Là mấy mối rồi? Vậy mình cụ thể giúp em là mình đã tìm hiểu mấy mối như thế đó. Nó cũng không phải là tìm hiểu đâu, nhiều lúc kiểu như nó gọi là crush ấy. Nghĩa là kiểu như là chị có cảm tình với người ta đúng không? Nghĩa là kiểu như vậy, nhưng mà sau cuối cùng chị thấy nhiều người ta bảo chị là khó tính. Ở nhà chị cũng bảo chị là được khó tính. Chị cảm thấy chị khó tính không? Nghĩa là chị có. Khó tính ở mảng nào, mặt nào, như thế nào, cái gì cũng khó hay sao? Chẳng hạn như là đi chọn trái cây nha. Thì cái bà bán hàng trái cây, bà nói chị là khó tính với mẹ mày, vì là mẹ chỉ có thể lựa cái trái nào cho xong thôi. Chị sẽ là trái nào chị thấy ngon chị mới lựa. Nghĩa là người ta giới thiệu mấy anh đến, chẳng hạn chị thấy là mấy anh ấy người thì rất là khôn, thấy khéo quá, người thì đúng quá, người thì hiền quá, kiểu vậy á. Nên là em thấy là một, không biết sao nha, nhưng ở ví dụ một người nói mình, một hai người nói thì thôi, nhưng mà nhiều người nói quá thì mình sẽ coi lại mình ha. Đó, rất là khó tính nè. Nhưng mà những cái mẫu người như vậy chị đến tìm hiểu chị mà chị không chịu, thì mẫu người của chị như thế nào thì chị nghĩ là sẽ phù hợp với chị? Chi tiết giúp em về ngoại hình, về tính cách thì ok. Ví dụ như tụi em cũng sẽ biết được là khi mà tụi em cũng có những cái câu hỏi, những cái trắc nghiệm đi chẳng hạn, thì cũng phải biết về tính cách của anh đó như thế nào. Nhưng mà ví dụ như với chị đi thì cái người đó như thế nào thì sẽ phù hợp với chị? Chị nghĩ là kiểu nhiều lúc hai đứa nói chuyện giống như là bạn trước ấy, nghĩa là kiểu xây dựng một quan hệ giống như tình bạn. Ủa chứ không nè, tại vì nó chị đang, em không biết, nhưng mà nó đang bị lấp lửng á, tại vì người ta làm ai chị thì cũng phải làm bạn trước mà. Ý chị là, nhưng mà bởi vì là người ta dùng cưới luôn ấy, đấy là kiểu cái bà mẹ đó nên là làm cho chị cảm thấy kiểu nó hơi bị chơi rối. Vậy là người ta kiểu của người ta làm hai nó mới phải cưới thì nên chị mới chạy đúng không? Còn như tụi em là có
có thời gian tìm hiểu cho chị nên chị cứ thoải mái tìm hiểu ha. Rồi cái chị rồi mình nói về mẫu người của chị giúp em đi, về ngoại hình, về tính cách, về công việc, về quê quán, về độ tuổi. Chị nghĩ là nếu mà là người Sài Gòn thì tốt, hoặc là sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì cũng hay. Đấy, chị muốn là kiểu sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Ví dụ và người ta không phải lớn lên ở Sài Gòn, có thể là ta trong quê người ta ở đâu mà ta sống ở Sài Gòn được không? Quê hoặc quán không quan trọng, nhưng mà ta sống tại Sài Gòn. Ê, nhưng mà chị đó. Không, nhưng mà nhưng mà nói chung cũng sẽ tùy từng người, có những người mà ở miền Trung bây giờ Thanh Hóa được hay không thôi, chứ bây giờ mà chị cứ cũng được thì sao mà em biết là nên chọn cái gì cho chị? Ý chị là như em nói, nghĩa là hoặc là sống và làm việc ở Sài Gòn là được, nhưng mà đừng quê miền Trung với cả Thanh Hóa. Tránh quê miền Trung với Thanh Hóa. Rồi ok chị, rồi tiếp tục. Về ngoại hình của người ta như thế nào, độ tuổi làm sao? Ngoại hình thì chị nghĩ là kiểu trông cũng hiền, trông ưa nhìn là được. Nghĩa là ưa nhìn của chị nó khác ưa nhìn của em nè, nên mình miêu tả là chị là đập cao bao nhiêu, nghĩa là kiểu không cao. Chị nghĩ kiểu như chị thì cũng thấp thôi, chỉ có 1m51-52 thì người đó chỉ cần 1m60-1m65 trở lên là được. Ok rồi. Có nghĩa là họ vẫn có sự nghiệp ổn định, trình độ thì chị nghĩ là trên đại học, nghĩa là đại học trở lên, chứ không nghĩa là trình độ thì đại học trở lên. Còn có sự nghiệp là cái tuổi chị là mong muốn là anh đó sẽ làm công việc gì, mình cụ thể giúp em luôn, ở đây có hai chị em mình không có gì phải ngại. Nếu mà sự nghiệp thì chị nghĩ là thực ra làm công việc gì cũng được, nhưng mà nó sẽ nghĩa là người ta cảm thấy là người ta muốn theo cái sự nghiệp đó, phát triển sự nghiệp đó. Nó có thể là họ kinh doanh đó là bao nhiêu tiền, chị nghĩ là thu nhập thì trên 15 là được. Chị hiện tại là thu nhập bao nhiêu, trên 15 à? Thu nhập của chị hiện tại trên 10. Chị Mai ơi, mình ơi, chị chị mở camera đi chị. Rồi ok. Rồi những cái anh nào mà thuộc ngành nghề nào mà chị thích nhất? Bác sĩ, kỹ sư, cái gì đó. Chị thích những cái anh làm trong lĩnh vực nào để tụi em biết định hình. Rồi mẫu hình chị có thích ai không? Ví dụ như anh Quyền Linh, anh Bình Minh hay cái gì chẳng hạn. Nó sẽ có những cái người, mọi người sẽ có những mẫu khác nhau. Thì ví dụ như cái mẫu người của chị nó như vậy, thì ví dụ như em cũng tìm cái người đó nó cũng xém xém như vậy, nó cũng tính cách như vậy hay như thế nào đó. Chị thích cái gì? Chị thích ai? Cho tụi em hình dung qua được. Tại vì em là người mái mối cho chị thì chị phải nói để em hình dung qua được cái người của chị như thế nào ha. Thì chị nghĩ là làm về kỹ thuật, kiểu như về công nghệ thông tin, hoặc là quản lý dự án, hoặc là kiểu kỹ sư, xây dựng một kiến trúc sư gì đó. Rồi ok chị liên quan về kỹ thuật. Rồi về độ tuổi như thế nào, nhỏ hơn tuổi hơn chị thì được không, như thế nào? Được anh. Ý chị bổ sung thêm là tất nhiên ngoài công nghệ thông tin, quản lý dự án, cái ngành nghề về kinh tế như là ngân hàng, các công ty tài chính hoặc các thứ thì cũng được nha. Rồi công ty nước ngoài gì đó, công ty đa quốc gia. Chị nghĩ là từ kém chị 5 tuổi cũng được. Tại vì chị thấy thực ra bây giờ cũng nhiều bạn kém chị 5 tuổi, nhưng các bạn này nói chuyện cũng rất là trưởng thành. Đấy là những người của bạn chị ạ, những cái hội độc thân ấy, bọn chị hay kể với nhau thế. Nên là chẳng hạn như mấy bạn chị thích bây giờ, nhưng mà nhiều bạn kiểu như ra đời sớm ấy, các bạn cũng trưởng thành hơn bọn chị. Còn chị giống như kiểu ngày trước là mình nghĩ là con trai kém tuổi thì rất là con nít, nhưng mà thực ra đến lúc bây giờ nhìn lại thấy là có vẻ như bọn mình phụ nữ dừng lại, còn đàn ông bắt đầu trưởng thành hơn, nói chuyện lanh hơn.
Chị sẽ nghe là kém nhá. Tại sao ở trong những cái mối quan hệ như vậy, ví dụ như là trong đồng nghiệp hoặc là trong những cái hội đó không, mình không tạo cho mình một cái mối quan hệ mà đến với chương trình? Tại vì em chị cũng có giao lưu hơi bị nhiều đó. Không, đấy là kiểu như hội độc thân là toàn cái thôi. Và cái môi trường đi làm cũng toàn toàn nữ thôi, còn con trai thì không có biết rồi. Nếu không thì đây. Tại ví dụ như là trẻ tuổi hơn, 5 tuổi hơn chị trở lên. Tại vì tuổi của chị năm nay 84 thì cũng lớn rồi. Đúng rồi. Nếu như mà em ghét với những cái anh mà đã ly dị thì được hay không ạ? Cũng được, nếu như chị nghĩ là nếu mà làm bạn, phù hợp để làm bạn trước. Bây giờ chị phải xác định là tụi em ghép đôi cho chị là để cho chị tìm hiểu và chị quen á thì ok, về làm bạn trước là cái đó là tùy mọi người, nhưng mà chị cũng phải xác định được là chị sẽ tiến đến hôn nhân cái gì đó, chứ không phải là tới đây là tụi em chỉ làm bạn thôi đó. Thì chị nghĩ là lên sân khấu là chị, ví dụ như mà chị bấm nút chọn nhau là người ta sẽ hôn chị luôn đó, thì chị có đồng ý vào những cái này không? Ý chị là nếu như mà người ta chưa có vợ thì là tốt nhất. Ý chị là như thế. Nhưng mà em đã nói ok, cái đó là tốt nhất. Option khác ví dụ như người ta ly dị, người ta ly dị mà con người ta là mẹ người ta nuôi thì ok không? Tại vì chị cũng biết rồi, cái lứa tuổi của chị, ví dụ chị sinh năm 84 thì những cái bạn nha, em nói thật, có thể là những cái bạn nam trẻ hơn chị thì nhiều bạn sẽ đòi hỏi là con đấy, gái hơn, là thấp tuổi hơn chứ không phải là đẹp hơn. Đó là em sẽ thật sự dạ. Thì ok, thì đó chị nói là tất nhiên nếu mà đã ly dị rồi nhưng mà đừng có đổ lỗi cho vợ thì được. Chứ không đổ lỗi cho vợ. Nhưng mà rồi đang nuôi con được luôn không? Chị chăm được không? Chị nghĩ chắc khó. Nói chung là không nuôi con còn tốt hơn ha. Rồi ok chị. Mình còn cái gì nữa không? Hình mẫu gì của mình nữa không? Còn cái gì để yêu cầu chương trình không? Nếu như người đó có một chút mong muốn thì tốt. Tốt đúng không? Chứ cuộc sống cần một chút hài hước. Ok chị. Rồi. Thì buổi casting hôm nay thì đơn giản sẽ là những cái tụi em sẽ ghi lại những cái thông tin này của chị thôi. Thì có gì nữa thì ban tổ chức, nếu như mà chị được vào phòng điện thoại vui vẻ tươi cười là được nha. Chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha? Mình là Đỗ Thị Tuyết, mình ở Hải Phòng. Rồi chị Tuyết sinh năm bao nhiêu, công việc của mình là gì chị? Chị sinh năm 1975. Mình buôn bán nhỏ nhỏ mà, tư nhân ấy. Cụ thể là mình bán gì chị? Giày dép ấy mà, kiểu mình thuê quầy xong rồi mình buôn bán nhỏ nhỏ một chút thôi mà. Là chị ở Hải Phòng, nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh chị có vào được không? Chắc cố gắng vào thôi. Là có thể báo trước chị bao lâu thì chị có thể sắp xếp vào được? Nói chung là báo trước khoảng một tuần đến chục ngày cũng được, hoặc tùy theo chương trình, mọi lần chương trình báo trước cho mọi người bao nhiêu lâu ạ? Thường là cũng khoảng thời gian đó đó chị, nhưng mà phải đợi có người phù hợp rồi thì chắc chắn là chương trình mới báo mình ha. Rồi hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, cho nên là chị chủ động chia sẻ thông tin cá nhân của mình giúp em nha. Đầu tiên là chị nói về bản thân mình trước đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào ha. Thì mình thật ra là nói chung là mình là người vui vẻ hòa đồng và nói chung nhanh nhẹn, nhưng mà hơi vất vả một chút. Còn cái nhược điểm là có thể hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Là trước giờ là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị lập rồi. Chị chia sẻ với cuộc hôn nhân đó ha. Nói chung nó cũng buồn lắm. Mình lập gia đình năm 2013. Sinh một bé trai 2014. Đến nay là 9-10 tuổi gì đấy. Thì hiện tại là vợ chồng chia tay được 4-5 năm rồi. Mình với bé đang ở nhà ngoại. Lý do vì sao mình ly hôn chị?
Thứ nhất là không hợp nhau, thứ hai là kiểu anh ấy cũng hơi rượu chè một chút ấy. Mình nói không được ấy, thì xong rồi nhiều cái bất đồng quan điểm ấy. Rồi, ok, là từ đó tới giờ coi như là ly hôn 4-5 năm thì chị có tìm hiểu ai khác không? 4-5 năm thì nói chung là cũng có một số người kiểu người ta cứ kiểu bạn bè anh chị em ấy cứ kiểu giới thiệu hoặc là mình quen biết ấy, thì cũng có một số người, nhưng mà mình chỉ là bạn bè thôi, mình cũng chưa tìm hiểu được ai. Hay là do mình cao số không biết. Tự nhiên là chưa, vẫn chưa có bước vào mối quan hệ chính thức nào kia với ai đúng không? Đúng rồi, chưa chính thức với ai 4-5 năm nay. Là chị đăng ký tham gia chương trình là mình thấy trên mạng đăng rồi mình đăng ký hay sao chị? Thì mình đến nhà người bạn ấy kiểu cứ toàn đúng lúc vào cái chương trình ấy, thế là hai người xem, thế là cái hôm ấy làm sao mình bản lĩnh rồi, thế thôi cứ để tự lấy số và tự đăng ký. Đăng ký xong lấy số một mấy hôm cơ, thế xong rồi cứ viết viết xong lại xóa, không biết là kiểu cảm giác mình lớn tuổi mà xong rồi mình lại tầm tuổi này mà lại như thế. Thế là cũng ngại ngại. Mà trong chương trình cũng có rất là nhiều cặp đôi họ lớn tuổi, họ vẫn tham gia và họ vẫn tìm kiếm một nửa của mình mà, đâu có gì đâu ngại. Thì bây giờ chị Tuyết mong muốn là sẽ tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình ha, những cái tiêu chí. Mình mong muốn là một người nói chung là tức là quan tâm gia đình, chia sẻ và cùng mình hỗ trợ kiểu trong công việc với tất cả cuộc sống hàng ngày đấy. Và có tiếng nói chung ấy. Rồi vậy thì là còn về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền, người này có phải là bắt buộc là phải ở ngoài Hải Phòng không hay là như thế nào? Chị có quen xa được không? Nói chung không nhất thiết đâu, nói chung ở đâu cũng được nhưng miễn là hợp là được. Có thể là chị có thể yêu xa được đúng không? Có thể theo dòng được đúng không? Đúng. Rồi, vì thật ra là mình là một người cũng tự tin thì không phải tự tin, nhưng nói chung là cũng biết hiểu cũng chứ không nhất thiết phải ở gần hay ở xa, ở đâu miễn là hạnh phúc và hợp nhau. Mà con nếu mà chị có chồng thì con sẽ đi theo chị luôn hay là ở gửi bên nhà ngoại? Thật ra ngoại thì còn mỗi bố thôi, mẹ mẹ mất lâu rồi. Thế nên là nếu mà người người bạn kia mà hợp mà hiểu ý mình ấy thì mình cũng chia sẻ từ đầu, nếu mà cảm thấy nuôi được bé thì mình mang theo, còn không thì mình để nhờ bố và mình sẽ hỗ trợ về kinh tế để ông giúp, tại vì hiện tại ông ở một mình mà ông cũng già rồi. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không, về công việc này kia các thứ? Công việc thì nói chung là người đàn ông vừa ổn định một chút và có tức là đấy, có công việc ổn định và nếu có nhà cửa thì càng tốt, tại vì hiện tại là mình cũng ở nhà ngoại, mình cũng chuyên ngoài này, mình cũng chưa có nhà riêng ấy. 4-5 năm nay là chia tay là mình và con về nhà ngoại, thế nên là tìm được một người mà có gia đình thì tốt, mà không có thì nói chung là cùng nhau. Dạ rồi, ok. Chị Tuyết còn muốn chia sẻ gì thêm không chị? Nói chung chia sẻ thì còn nhiều lắm, để thời gian cho các bạn khác mới cả là thì đấy, nói qua qua thế để chương trình hiểu. Dạ rồi, ok. Lần thì đầu hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Phỏng vấn đầu tiên.